Natan này rơi vào tay một bậc thầy toan tính như Mỡ. Thật ra trước mỗi cái pha giao tranh ấy là Mỡ đều toan tính xem Mỡ sẽ phải làm gì, vào giao tranh như thế nào. Và một khi mà Mỡ đã tính toán là team bạn này chỉ có gọi là chắc chắn là sẽ có mạng xảy ra, chắc chắn là sẽ có mạng phải bị nằm xuống, anh em hiểu không? Đó thì đây này, ví dụ như ở đường giữa nha, Mỡ đang thấy có ở đây có Lilia này, Mỡ sẽ ăn đi cho mình xong cái con cua để lấy tầm nhìn cũng như tốc độ di chuyển nha. Rồi đường giữa nha, Lilia có chiêu cuối đôi giày hắc ám, quay ngược trở lại 5 giây đúng không? Sồi ôi, Mỡ chấp luôn. Rồi, Mỡ đã tính toán xong, bây giờ sẽ là quay lại chấp luôn đôi giày, dăm 30 cái đôi giày. Nào, giả vờ lượng máu thấp cho kinh khủng tí nha. Và đấy, 10 seconds later. Ui, Johnson tông Mỡ toàn tính hết cả rồi. Tình huống này là Mỡ đang mơ, Mỡ tính toán được mình sẽ có được một cái pha maniac này. Đầu tiên sẽ là cái double kill, cái triple kill. Maniac là đây chứ đâu. It is in despair that I see the fondest hopes. What's up, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tốp Mỡ để mà cùng đến với vị tướng xạ thủ có lối đánh láo nhất trong meta hiện tại mùa giải thứ 21, đó chính là xạ thủ Natan. Thì ở trong cái video clip top 5 xạ thủ có khả năng chơi ổn ở rank thần thoại cũng như là vinh quang thần thoại mùa giải 21 mà đi rừng ý, thì Mỡ có đề cập đến một trong số đó là xạ thủ Natan. Thì cũng đã lâu rồi Mỡ không làm cái video clip về Natan cho anh em xem như thế nào. Và nếu anh em không biết ý, thì Natan ở thời điểm hiện tại đang là vị tướng xạ thủ có một cái lối chơi rất là dị biệt, cũng như là khiến cho những cái chất tướng xạ thủ khác rất khó để mà đối đầu. Bởi vì với cơ bản cái vị tướng xạ thủ này là gây sát thương mà đam phép anh em ạ. Cho nên là nếu như mà những cái xạ thủ khác muốn đối đầu bằng việc lên cung thần phong sẽ rất là khó. Thì cụ thể khó ở đây như thế nào và lợi thế của Natan sẽ được gọi là tận dụng ra sao, Mỡ sẽ gọi là cố gắng gọi là trình diễn thông qua cái video clip này mà muốn mang đến cho anh em. Thì Natan ở trong cái video clip này Mỡ sẽ sử dụng cái trang phục mặc định là cái trang phục lãng khách xuyên không anh em nha. Thì cái chất tướng của xạ thủ Natan thì như Mỡ có chia sẻ ở trong cái video clip sáng nay Mỡ có nói với anh em, thì Mỡ cũng sẽ xin được nhắc qua. Ưu điểm đó chính là Natan gây sát thương bằng phép với cái chiêu một có lượng sốc đam cực kỳ khổng lồ ngay từ giai đoạn đầu game, khó bị khắc chế đến từ những cái chất tướng xạ thủ cũng như là sát thương vật lý khác. Đó, còn tí Natan khắc chế những cái tụi xạ thủ và sát thương vật lý khác cũng rất là đơn giản, cầm cái cung thần phong như vậy là xong. Ngoài ra thì Natan có được cho mình cái lượng tốc đánh cũng như là cái tốc độ di chuyển rất là vượt trội. Cái con Natan Mỡ cảm thấy nó giống như làm cái con Claude phiên bản xịn hơn thì phải anh em ạ. Bởi vì Claude ở thời điểm hiện tại đã bị giảm sức mạnh đi quá nhiều rồi, nhưng Natan thì lại đang được khá là trọng dụng. Bởi vì khi mà anh em tích lũy đủ cái stack cộng dồn đến từ cái nội tại bên dưới thanh mana, bên dưới thanh mana của Natan ạ, thì anh em sẽ có được lượng tốc độ di chuyển cũng như là tốc độ tấn công là cực kỳ gọi là nhanh. Đó, còn thì cái con Natan này thì Mỡ nghĩ rằng nó có một cái nhược ở đây. Vừa xong Mỡ chia sẻ với anh em là ưu điểm đúng không? Còn nhược điểm ở đây là Natan không có cho mình một cái kỹ năng có thể tẩu thoát được khỏi cái khả năng truy đuổi đến từ cái địch, ngoại trừ cái kỹ năng thứ hai có cái cơ chế làm cái đẩy lùi và khống chế kẻ địch. Đó, thì nói chung là cái con Natan này gặp kẻ địch sẵn sàng va thì sẵn sàng va thôi, nhưng nếu mà kiểu kẻ địch đông quá thì chạy thì hơi khó. Cho nên Natan sẽ cần sự bảo kê đến từ vị trí của đồng đội của chúng ta. Thì ở trong trận đấu này thì Mỡ có trong đội hình của mình đó là Tywheel, một cái vị tướng mà Natan rất thích. Khi mà Natan gom kẻ địch lại, sau đó quên mất, Tywheel gom kẻ địch lại, sau đó thì Natan sẽ đứng bên ngoài bật chiêu cuối lên tạo ra một cái phân thân, xong rồi cùng phân thân nhả đạn dồn sát thương đến từ chiêu một là ối rồi ôi, kẻ địch bốc thăm kinh khủng. Đấy, thì tính toán cái nhẹ để cho anh em biết được là Mỡ sẽ chơi Natan như thế nào thôi. Còn ở trong cái trận đấu này thì thật sự là cũng hơi buồn cho team bạn khi mà Natan này rơi vào tay một bậc thầy toan tính như Mỡ. Thật ra trước mỗi cái pha giao tranh ý là Mỡ đều toan tính xem Mỡ sẽ phải làm gì, vào giao tranh như thế nào. Và một khi mà Mỡ đã tính toán là team bạn chỉ có gọi là chắc chắn là sẽ có mạng xảy ra, chắc chắn là sẽ có mạng phải bị nằm xuống, anh em hiểu không? Đó thì đây này, ví dụ như ở đường giữa nha, Mỡ đang thấy có ở đây có Lilia này, Mỡ sẽ ăn đi cho mình xong cái con cua để lấy tầm nhìn cũng như tốc độ di chuyển nha. Rồi đường giữa nha, Lilia có chiêu cuối đôi giày hắc ám, quay ngược trở lại 5 giây đúng không? Sồi ôi, Mỡ chấp luôn. Rồi, Mỡ đã tính toán xong, bây giờ sẽ là quay lại chấp luôn đôi giày, dăm 30 cái đôi giày. Nào, giả vờ lượng máu thấp cho kinh khủng tí nha. Và đấy, ấy Mỡ nghĩ là tình huống vừa xong Mỡ tính toán là chuẩn, nhưng mà có sự can thiệp đến từ Lancelot đấy. Rõ ràng cái tình huống vừa xong là Mỡ đang có một cái pha 1 đối 1 rất là kiểu song phẳng và công bằng với Lilia, nhưng bởi vì Lancelot can thiệp vào nên là cái bài toán đấy nó bị phá vỡ đi anh em ạ. Cho nên là Mỡ bỗng dưng bị lên bảng điểm số, nhưng thôi không sao. Mỡ nghĩ rằng về cơ bản là anh em thấy không, rõ ràng cái lượng down của Mỡ trước khi Mỡ bị hạ gục ý là nó đã chênh lệch rồi, chứng tỏ là cái khả năng tính toán đến từ bậc thầy toàn tình nó làm cái gì đấy nó chuẩn đúng không anh em. Đó, nhưng mà chẳng qua chúng ta vô tình bị hạ là chúng ta bị xui thôi, với cả có sự can thiệp của Lancelot vào nên là kiểu Mỡ không gây được sát thương một cách tử tế. Cái tình huống vừa xong mà Mỡ hạ được Lilia thì đôi khi anh em lại bảo là chẳng qua là có sự trợ giúp của Lancelot thôi. Cho nên là Mỡ chấp Lilia mạng đấy, xong rồi Mỡ sẽ quay lại Mỡ tính toán tiếp sau. Rồi ok nha. Đó, cho Lilia mạng gì các anh em. Set trang bị của cái anh chàng Natan này thì anh em có thể tham khảo cái set trang bị của Mỡ ở trong trận đấu này nha, hoặc anh em tham khảo cái set trang bị của top player cũng được. Nhưng mà bởi vì trong trận đấu này Mỡ có thấy sự xuất hiện của những cái chất tướng gây sát thương vật lý khá là khó chịu, và cái con Lan và team bạn kiểu có những cái vị tướng áp sát mạnh như kiểu Hayabusa đấy. Chúng ta hay là có những cái pha toan tính để đi lẻ mà, cho nên bắt buộc phải cầm cung thần phong để mà đối đầu lại với Hayabusa, đối đầu lại với Jarod cũng như là cái vị tướng Popol và Kupa. Hình như Popol Kupa là lên sát thương vật lý, lên đam chính thì phải. Đó, sau khi mà Mỡ có cung ý, thì Mỡ sẽ cầm những cái trang bị khác mà Mỡ đang có ở trên người. Đó là ví dụ như là cái chiến thần, cái chiến dịu berserker, cũng như là những cái trang bị còn lại, nó là những cái trang bị tùy tình huống. Thì Mỡ thấy top player họ hay lên cho mình đấy là cái gì anh em? Đấy là ối rồi ôi bị Tywheel gom, ối rồi ôi đôi mạng là dễ dàng đến từ cặp đôi Popol và Kupa. Ở đây là có Lilia phải sử dụng đôi giày hắc ám lùi về, nhưng Lilia bị Tywheel đẩy ra đánh quá hay. Anh em thấy không? Cái con Natan này chỉ cần một cái ông tanh chơi vừa trình thôi là nó cực kỳ khỏe. Mà tanh này lại còn không phải chơi vừa trình, tanh này lại còn ngon anh em ạ. Cho nên là team bạn lên bảng điểm số 3 thành viên ở trong cái tình huống vừa xong, tính cả con cờ hò Popol và Kupa là 4 thì quá kinh rồi. Ở đây là có, đó là úi Hayabusa chạy đâu rồi, có vòng lại giật lại đây chơi với Mỡ tí không, giật lại đây chơi tí không, không dám ngay anh em. Hayabusa nhìn thấy gọi là nây Mỡ, cụ đi chân lạnh toát anh em ạ. Nhưng mà ở tình huống sau đó thì Tywheel của team Mỡ đã bị cái lượng sát thương của team bạn dồn vào là khá kinh. Và đường trên thì team Mỡ cũng có một cái màn đáp trả đến từ vị trí của Lancelot khi mà anh ta đã có một cái màn solo kill hạ gục đi được đó là Hayabusa. Thế trận diễn ra đang khá là cân bằng, nhưng nhìn ở một chút xíu đến từ Mỡ. Ê, chả nhẽ Mỡ lại gọi là toan tính thêm phát nữa anh em nhỉ. Từ từ nha. Tình huống này Mỡ chưa toan tính được, bởi vì Mỡ thấy có sự can thiệp đến từ Lancelot, Mỡ không chấp anh em ạ. Tình huống này có lẽ là chúng ta không cần phải bàn rồi, bởi vì chắc chắn là chúng ta có mạ cục đến từ vị trí của Lilia. Vì rõ ràng với một cái màn solo 2 đánh 1, hai cái người đàn ông trưởng thành gọi là va chạm với một cái cô gái mới tuổi dậy thì loli như thế kia, thì làm gì có chuyện Lilia có thể giành được chiến thắng. Cho nên cái tình huống vừa xong là bậc thầy toan tính, không cần phải toan tính anh em nhỉ. Có chiêu gì dùng chiêu đấy. Combo con Natan này cũng khá là đơn giản, anh em có chiêu gì dùng chiêu đấy. Và anh em nên nhớ rằng cứ mỗi lần anh em tiến hành ăn rùa hay lót ấy, cứ đặt chiêu cuối ra mà ăn cho nó nhanh, bởi vì khi mà Natan có chiêu cuối thì sẽ tạo ra một cái nhân bản của con Natan này với cái lượng sát thương nó, Mỡ nghĩ là tổng lượng sát thương của cả hai cái con Natan với cả bóng nó sẽ là khoảng gấp rưỡi, cho nên ăn những cái đơn vị ví dụ như là bùa hay rùa sẽ là cực kỳ nhanh. Rồi sau đó thì Mỡ sẽ lên cho mình, sau cái chiến dìu Mỡ sẽ lên cho mình đó là cái trảm phong kiếm anh em nha, sẽ có thêm cái tốc độ di chuyển. Thật ra là cái set trang bị này thì sẽ tùy anh em, tùy cách lên của anh em thôi. Mỡ nghĩ rằng nó sẽ không có một cái cách lên trang bị nào cố định cả, nhưng Mỡ đang muốn hướng cho Natan cách lên full tốc độ tấn công cũng như là khả năng chống chịu trước, và đam sẽ là đến từ cái chiến dùm berserker. Tầm giữa và cuối game thì Mỡ sẽ lên cái súng nộ năng hoặc là cái thanh kiếm tùy vào cái tình huống. Rồi, ở đây đang là giao tranh, nhưng Mỡ đang thấy có sự xuất hiện của đó là Johnson, nhưng bậc thầy tính toán là đã tính cả rồi anh em nha. Ở đây này, Mỡ thấy có Johnson đánh rất khéo đến từ vị trí của những cái người chơi đồng đội của Mỡ, cover cho Mỡ rất là dễ dàng. Ở đây sẽ là bắn, hạ gục đi được đó là Johnson, mã gục là được dành cho cái vị tướng Cyclops. Đường dưới Mỡ xuống tham quan cái nhẹ đề này để Mỡ bậc thầy tính toán cho anh em xem này. Chắc là có lẽ chỉ cần một phát chiêu 1 có thể bắn được xuyên táo hai con này anh em nha. Từ từ nha, bắn chiêu 1 này, bắn chỉ giả vờ thôi, phát này mới chỉ là phát tính toán từ từ anh em. Rồi, ở đây này sẽ là dự chiêu cuối ra này. Team bạn sao cảm giác là mỗi người một nơi ấy nhỉ? Cảm giác là team bạn đánh, cảm giác là không dơ lổ luôn. Team bạn mà vào va vào Mỡ phát đấy là Mỡ đôi mạng rồi anh em ạ. Mà có vẻ như là team bạn thì họ không quyết định gọi là va chạm khi mà họ thấy bậc thầy tính toán như Mỡ, cho nên là họ cũng lùi về bằng mọi cách. Thôi Mỡ cũng không quá mất nhiều thời gian ở đường dưới. Mỡ sẽ di chuyển vào rừng, lấy đi cho mình đó là cái con bùa đỏ, sau đó sang phần bên rừng bên trái, lấy đi cho mình đó là cái bùa xanh. Và chắc là khi nào team bạn thực sự muốn giao tranh thì những cái tính toán đến từ bậc thầy toan tính của Mỡ nó mới gọi là có tác dụng anh em ạ. Rồi ở đây này sẽ đánh đánh nhau nhỉ. Popol Kupa có vào đánh nhau. Popol này lại chạy rồi. Ông ấy để lại cái con sói chạy theo cút. Đấy, nhưng mà Mỡ vẫn tiếp tục đuổi ở trong cái tình huống này. Có Lilia và có Popol và Kupa. Ở đây này, bật chiêu một không trúng ai cả, rất khó chịu. Nhưng mà ở đây này, chiêu một leo này bật chiêu, úi rồi ôi, tính toán nó phải gọi là toán tính các ông ơi. Cái việc mà Mỡ có được cái double kill thật ra là hóa ra là Mỡ đã nhìn được từ trước rồi anh em ạ. Nhưng mà cái thời điểm nhìn được cái phát double kill một phát xuyên đôi đến từ chiêu một như thế kia ấy là Mỡ không có nhìn được thời gian cụ thể, nhưng hóa ra là nó không phải là cái tình huống trước đây Mỡ nói mà nó là cái tình huống phải sau đấy một đoạn anh em ơi. Còn ở đây là team bạn muốn ăn đi cho mình đó là cái con rùa này, nhưng Mỡ đang dồn sát thương là khá mạnh. Jarod ở đây dùng chiêu cuối nhưng Mỡ không mất bao nhiêu là máu, Mỡ hạ luôn được anh ta, lấy chung đó là cái con rùa và mang về cái mạng thứ 7 ở trong cái trận đấu này. Sau đó là Mỡ sẽ lên tiếp cái gươm tuyệt vọng anh em nhá, lên cầm thẳng cái gươm tuyệt vọng để đam cho nó to, đánh cho nó dễ. Ui, Johnson tông Mỡ, toàn tính hết cả rồi. Tình huống này là Mỡ đang Mỡ tính toán được mình sẽ có được một cái pha maniac này. Đầu tiên sẽ là cái double kill, cái triple kill, maniac là đây chứ đâu. Mỡ cảm giác như là ở trong cái video clip ngày hôm nay thì cái cách chơi của mình nó đang hơi bị loạn. Mỡ nghĩ rằng là nó loạn là đến từ Lilia, bởi vì là nếu như mà đối thủ là những cái chất tướng mà kiểu tên chùa trên tuổi dậy thì và trưởng thành thì Mỡ nghĩ rằng cái toan tính của Mỡ là đúng. Nhưng Lilia thì đây là một cái cô nàng duy nhất là loli bên phía của team bạn, cho nên là kiểu mình bị động lòng chắc ẩn đấy anh em. Về cơ bản mình cũng là một quý ông mà, cho nên là cứ Lilia là bị mất cái maniac công ạ, hơi tiếc là như vậy. Nhưng thôi không sao. Nhưng mà Mỡ thấy là Mỡ phải lên bảng điểm số 2 mạng cũng làm cái gì đấy nguy hiểm cho team Mỡ rồi. Bởi vì Mỡ đang là người có được cho mình đó là cái chỉ số KDA, nó đang xanh nhất ở trong cái trận đấu này và cũng là xanh nhất của cả hai team, cho nên nếu bị hạ gục thì cái việc chúng ta bị shutdown nó sẽ là cái điều dễ dàng hoàn toàn có thể đoán được. Ở đây có Lilia, đây này anh em này, thấy không? Thật ra Mỡ hạ Lilia rất dễ, Mỡ thích hạ lúc nào cũng được, Mỡ tính toán đủ đam mà. Nhưng để mà hạ Lilia ở trong cái tình huống vừa xong thì nó sẽ là hơi chán. Ô, bí kíp anh chàng đến từ Haya, nhưng Mỡ không mất một tí máu nào cả. Anh ta đi đâu? Haya định đi đâu? Tay Haya không nhanh và đó là cái lý do anh ta đã phải lên bảng điểm số. Giao tranh được nổ ra ở đây nhưng Tywheel anh ta tốc biến quá đẹp. Điểm 10 cho chất lượng. Và sau khi hạ gục xong Popol và Kupa, Mỡ có được cái mạng của Johnson, mạng thứ 13 của team Mỡ trong cái trận đấu này. Đặt cho mình đó là cái kỹ năng thứ chiều cuối xuống, nhưng mà khá là lơ lẹo đến từ vị trí của cái anh chàng Jarod này. Anh ta lướt qua tường, anh ta tốc biến về trốn đi khỏi cái khả năng bị hạ gục và truy sát đến từ 4 thành viên bên phía của team Mỡ. Nhưng thôi, không lấy được mạng của Jarod thì chúng ta tiện đường công tác ăn đi cho mình đó là cái con lót tím này anh em nha. Đây là một cái con lót mà bị hạ gục đi rất nhanh, bởi vì khả năng dồn đam đến từ bộ ba Lancelot Banman cũng như là cái vị tướng ở Natan này nó đang là quá khủng. Nói thật với anh em, ở thời điểm hiện tại Mỡ mà bắn chiêu một phát ý là team bạn cũng mất đi cả mả máu đấy rồi. Mỡ đang thấy có một cái pha lái xe đến từ Johnson đúng không, để Mỡ toan tính động não anh em này, đứng nấp vào đây đã để cho team mình đánh đã đó, để cho Johnson nó tông xe đi đã, rồi sau đó chúng ta lao ra trả sát thương đến từ cái chiêu cuối được kích hoạt double kill đến từ vị trí của đó là cặp đôi Jarod và Johnson. Ở đây triple kill đến từ Hayabusa, cái triple kill lần thứ mấy thì Mỡ không nhớ, nhưng đây là cái mạng thứ 16 của Mỡ ở trong trận đấu này. Còn đó sẽ là cái dấu chấm hết dành cho team bạn. Trên đây là toàn bộ video clip mà Mỡ muốn chia sẻ với anh em về xạ thủ Natan, một cái chất tướng xạ thủ có lối đánh anh em thấy hổ báo và đánh cực kỳ láo không? Đánh cực kỳ láo và kiểu đánh vô lổ luôn ý, đánh kiểu không có ai ra gì luôn anh em ạ. Nếu anh em thấy cái video clip này thú vị, đừng quên để lại cho Mỡ một like và đăng ký kênh nha. Peace.